Hey, hey, hello anh em à, Lâu lắm rồi mới có thời gian làm video à, Sau cái đợt à, mình gào thét à, 7-8 tiếng cổ vũ cho 2377 KVK Thì tôi bị ốm Thế là xong rồi ốm độ tầm 2-3 ngày Đang ốm rồi xong rồi lại nghe tin à, chuyến này vào cùng map với cả 818 và cùng map với cả 459 Nghe tin dữ quan lại ốm thêm 2-3 ngày nữa Xong rồi lúc nghe tin ấy thì như mình đã nói trước với anh em ấy là nếu mà 818 với cả 459 vào cùng map thì mình nghĩ khả năng hai thằng phải đánh nhau khá là cao. Tại vì mấy thằng kia chắc là đéo đồng ý uh, cho hai thằng làm ally đâu. Thì mình nghĩ thẻ khả năng là kèo là cũng có kèo kiểu 2 đến 4 hay gì đó đúng không? Xong rồi uh, lúc đấy uh, lúc mình xem qua map mình cũng nhắn tin với cả Linh Lê gọi là lãnh đạo tổng tổng tư lệnh của uh, 818 rồi mẹ kèo này hai đánh bốn thì chơi ok cứ bảo bốn năm chín cho chọn một thằng hai anh bốn thì đánh không à, để kéo khác đéo đánh linh lê cũng gật gật đầu anh em ạ thế là hôm gì đang uống bắt thuốc bắc tự dưng nhận được tin ba đánh ba ui ôi anh em à, máu mồm máu mũi sọc hết ra không trời ơi ức quá ức anh em bảo trời ơi đéo gì mà gật gù gật gù kéo hai đánh bốn rồi không phải hai anh bốn thì bên mình đéo chơi tự dưng có tin Ba anh bay anh em ạ Nào mình lại phải ốm thêm vài ngày nữa không ạ Đang uống tô thuốc bắc không phải không Mẹ nghe được tin phát Trời ơi ba anh ba anh em ơi Thì Không biết Có lên đánh KvK này không Mình đang đợi xem là Bùi trí có Đưa ra gọi thông tin gì không Mới cả Mới đây mình nghe thấy thông tin là sắp tới là có nhà thiên đỉnh phần 12% thủ khá là xịn đúng không anh em Đang gọi đắn đo suy nghĩ xem là không biết là có bỏ anh em Các bồ lão 818 giữa chừng lấy lý do đua thiên đỉnh đi ra kinh đầm nhỏ đua thiên đỉnh không thấy nhà thiên đỉnh khá là xịn Mà chuyến này mà ở lại 818 đánh KVK này khả năng mẹ lại phải tích, tắc, tích, tăng tốc thêm độ tầm 235 nữa mới được thiên đỉnh <laughs> à, Phải nói là những quyết định khá là khó khăn cho mình hiện tại bây giờ anh em nghĩ sao kvk này bốn năm chín mà đánh mà đánh ba mới, sợ chứ mà map này toàn mấy thằng vô tên tuổi anh em thế như vậy không biết phải tính ra sao xong lại còn rơi chơi trò không à các ông nhìn bốn năm chín đang chơi trò kiểu ỉm ỉm sức mạnh anh em này mấy kvk trước mùa đéo nào cũng gọi là hai tỷ hai tỷ rưỡi ba tỷ điểm mùa này tự dưng im 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 nó có tỷ điểm anh em đánh kiểu im sức mạnh không biết không kiểu đánh im 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 đi cho mấy kinh đầm kia nó, 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 bớt sợ hay sao để nó ra nó cúng kêu cho công như nào không biết không à, bung 2 tỷ đi còn giả vờ gì nữa hay là hay là giữ tăng tốc đua thiên đỉnh ờ có khi nhiều khi mấy ông đua, giữ tăng tốc đưa thiên đỉnh ha đéo đua à, riêng về vấn đề bảng xếp hạng cá nhân mùa này thì tôi hiện tại đang đứng thứ chín 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 Uh, có ông ba bảy bốn này hai trăm triệu uh, ghê ấy nhỉ có được một ông ạ bên mình đồng, đồng minh bên mình anh em đấy minh Nhật nè, bộ này chắc phải đánh minh nhật rồi ai bốn hai phở hôm qua thấy chắc là tình hình điểm hôm qua thấy điểm sát lút nữa chín trăm triệu điểm các ông biết không chắc là phở phút cuối đẩy điểm thế sao á lửng hai 25 triệu à À, 818 được có gần nợ farm ôi rồi gần nợ farm a đẩy 30 triệu điểm <laughs> có một ông gần nợ farm đứng đại diện cho kinh đầm 818 ok vỗ tay vỗ tay anh em ơi à, bảng xếp hạng thì hiện tại bên 818 đang đứng thứ 10 10 trên 16 thì cũng ok không phải bét bảng một này cũng tạm tạm à, à gì đây đang đang livestream có cái pop up gì đấy à... xem nào hiện tại xếp bảng thứ nhất là đồng bên địch là 459 này đầu bảng này chắc là 459 trong mấy kinh đầm yếu yếu này bảo bọn này em có cửa gọi đánh đuổi đuổi 459 ở giai đoạn 3 đúng không chỉ cần cách trăm triệu điểm là thừa thắng rồi Ok thông minh đấy 459 ạ Ok Vương quốc uh, y thì 374 thì nó cũng còn khá là trẻ nó không được đu nó đuổi được rồi 3 đánh ba bốn năm này còn cộng được ba phần trăm tăng mọi thiệt hại nữa này vào trong map chắc là suom thì thôi rồi ba là đối thủ bên mình nè đối thủ anh em ạ mấy trại bên đối thủ đẩy điểm khá là cao một không chín ba ba không đối thủ à hai à, bốn là đồng minh ba không ba đồng minh à. Sao mà đồng minh chạy nào nữa nhỉ, quyền bố mất à, à đồng minh chạy nào nữa đây mình là uh, xanh với đỏ ok đỏ với xanh đỏ với xanh được đỏ đâu hết rồi xem có ông đỏ nào ở trên bảng xếp hạng đâu nào đỏ thứ 13 14 ok à, <laughs> uh, hai ông 64 là cùng chạy mình Cái sao nhỉ 818 thứ 10 388 ừ, 388 tưởng ít ít người mà điểm số cũng cao ra phết đấy nhỉ ơi cao đi cao biết thế nào anh em ạ ơi anh em nghĩ sao à, không biết à, có kịp khỏi ốm trước khi KVK này vào map không hay không anh em biết không nhưng mà kèo ba anh ba mình thấy 489 mất danh tiếng quá kèo này đã nghĩa phải hai đến bốn anh em cũng nhận không đã bảo rồi kèo này phải cho 489 vùng vẫy 489 kèo này chọn có thể chọn thằng đỏ chẳng hạn cũng được hoặc chọn thằng tím này cũng được làm quả hai đánh bốn kèo có nó mới căng kèo ba anh ba không biết như nào bây giờ chắc phải suy nghĩ xem có kế hoạch nào để gọi là tạo ra bất ngờ cho kvk này cho bên mình không anh em biết không nhưng mà tình hình này hay Ai... buồn quá anh em ạ không biết liệu kvk này sẽ đi về đâu Ai... khổ quá anh em nào có chiến thuật gì hay hay anh em nhắn tin chúng tôi cái để chúng tôi có chiến thuật đánh bại 459 anh em biết không Bùi trí bùi trí có xem được có gọi là đã từng đánh qua map này rồi ấy. đúng không xem uh, thế nào mới ở căn bản cái map này anh em vừa anh em vừa thấy 377 đánh cái map này xong anh em biết không một thằng mạnh nó đi càn bảy 77 càn hết map ấy chỉ sợ map này à, 459 đạm toàn mấy ông pay to win không vào công càn map rồi anh em biết đâu Ai, rồi, dạo này mất các bố lão chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chưa Ai, kiểu này phải suy nghĩ thêm anh em ok để mình xem mình suy nghĩ xem là xem có cách nào để cho 818 thắng kvk này không ok nếu mà không có không có cách nào thắng thì khả năng là phải xin phép bay đi chạy trốn kvk này thôi ha nên là để xem từ giờ đến hai hôm nữa vào map xong nào Xem có cách nào suy nghĩ được cách nào để gọi là giúp 818 thắng Kaviga này không nào Đánh bại 459 không nào anh em biết không Làm lên loại bất ngờ uh, Trong uh, lịch sử của Rock không nào Chứ hiện tại thấy là phần lớn mọi người đều nghĩ là kèo này khá là dễ cho 459 nhá Đúng không anh em Ok hôm nay làm video uh, ngắn để cho anh em biết là tôi mới khỏi ốm Ok <laughs> và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để có thể một là chiến đấu với 459, hai là đi đua thiên đình. <laughs> Tạm biệt mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip. À, có gì cho xin một like và một subscribe. <laughs> Tạm biệt.